Thưa quý vị, để mừng xuân Tân Sửu 2021, họa sĩ Ngô Thanh Hùng, giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng vừa tổ chức triển lãm mỹ thuật đầu tiên với chủ đề Nghiệp. Các tác phẩm đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. 30 tác phẩm chất liệu sơn dầu và acrylic về hình tượng con trâu do họa sĩ Ngô Thanh Hùng sáng tác từ năm 2010 đến nay mang chủ đề Nghiệp là hình ảnh con trâu trong văn hóa dân gian Việt Nam. Trâu gắn liền với nhiều lễ hội văn hóa lớn, trong đó lễ hội Chọi Trâu, một trong những lễ hội văn hóa lớn của vùng Đồng bằng Bắc Bộ nói chung và vùng Đồ Sơn, Hải Phòng nói riêng. Tác phẩm không chỉ mang đến cho công chúng những giá trị văn hóa mà còn đem lại sự may mắn cho một năm mới Tân Sửu 2021, tài khí dồi dào, thuận lợi, may mắn trong công việc làm ăn. Qua đó vận động nhân dân giảm bỏ một số nghi lễ mang tính bạo lực, phản cảm, không còn phù hợp như hiến tế thông qua việc đâm giết trực tiếp làm vật tế thần.